Hello anh em, thì hôm nay em có ship cho anh Dương ở trong Anh Sơn, Nghệ An một con máy Samut 8800G. Con này sẽ chạy điện áp 12 và 24V nhá. Con này em đã sâu lõi rất là nhiều rồi nên là em sẽ không mở lõi máy ra nữa. Tại vì nó rất mất thời gian và giờ em chỉ test video xong là em sẽ gửi đi cho khách. Đấy thì con này kẹp của nó đây anh em nhá. Đi kèm theo máy thì có một cò chân đi kèm này. Kẹp thì nó sẽ là kẹp đồng loại to ấy nhá. Kẹp đồng nguyên chất luôn. Đấy. Con này chạy điện áp 12 24 nhá. Mình cho nó chạy 24 trước này. Đây thử điện áp 24V nhá. Đây, quay anh em xem nhá. Con này chạy điện áp 24. Thử 24V trước nhá. Chờ lúc nó sẽ báo vôn. Tắt cái màn hình này đi nó sẽ báo vôn. Đấy, 24.8V nhá anh em nhá. Này, thử điện 24 này bấm còn phát quạt chạy này. Đấy. Máy chạy này. Rồi. Đây ở đây nó cao nhất là được 135 Hz này. Đấy, cao nhất là 135 Hz. Còn thấp nhất là tầm chỉnh về 15 Hz được nhá. Đấy, cao nhất là 135. Mình thử đánh cho băm xung nhanh lên nhá. Cho băm lên này. Đấy. Ok luôn này. Đấy. Tần số đánh cá mà nhà sản xuất và những anh em nào hay đánh đã cho mua máy và đã cho mình tần số là trong dao động trong khoảng từ 90 đến 105, còn băm sung từ từ 7 đến 10 nhá để đánh cá trắng. Đấy, cho về 7 này. Về 7 thì nó băm nhanh hơn này. Con này nó chỉ ăn điện ngang với Samut 3000G thôi anh em nhé. Đấy. Đây là đang chạy 24V nhá. Này. Bình đang còn 22,23V này, nó đang hồi lên này. Tại vì bình của mình có một cái bị cũ. Đấy. Rất là khỏe. Giờ mình kẹp tải về 12 nhá. Đây, rút nguồn ra này, kẹp về 12 này. Kẹp về 12 cho anh em xem nhá. Để đánh 12 nhá. Chạy 12 24 này. Lúc nào mà yếu bình này anh em có thể cho nó chạy 24 này. Đấy. Máy thì được dán tem quét mã ở trên máy tính nhà mình nhá, nên là thông tin bảo hành các thứ đều có hết nhá. Nói chung là đều đầy đủ. Đây là giá niêm yết của sản phẩm nhưng mà mình sẽ bán rẻ hơn giá niêm yết một chút nhá. Bấm cò này nó đang chạy 12,9V này. Đấy. Ok anh em nhá. Rất khỏe luôn nha. Đây, đầu ra vợt của nó này. Đấy, còn đây để đấu cò bóp anh em nhé. Máy sử dụng hai quạt làm mát 6x6. Chỉnh băm lên này, băm lên này. Băm lên càng cao thì băm càng chậm, đánh nước nông nhá. Băm 20, tầm 20 này thì chỉ đánh nước nông thôi. Và anh em tùy anh em căn chỉnh nhá. Rồi, chào anh em. Anh em nào cần máy liên hệ mình nhá.